Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tôi Tự Luận Việt Nam. Cũng khá là lâu rồi mình chưa có làm một cái video về các giải pháp Wi-Fi. Thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện về những cái thiết bị mạng mà người dùng nên có khi chúng ta đi du lịch hoặc là công tác xa. Ok, cùng bắt đầu luôn nhé. Rồi, cái thiết bị đầu tiên mà mình muốn nói với các bạn đó là các USB Wi-Fi. Thì đây là một trong những cái giải pháp đặc biệt hữu ích đối với những anh em nào đang sử dụng những chiếc laptop đời cũ. Thì đôi khi chúng ta kết nối vào mạng internet nó bị chậm, giật, lắc hoặc đơ. Mặc dù là cái Wi-Fi ngay tại điểm đó vẫn truy cập mạng một cách bình thường, hay thậm chí là cái cạc Wi-Fi chúng ta nó bị hỏng luôn, thì cái chi phí mà để các bạn mang ra những cái cửa hàng hoặc là tiệm sửa chữa nó sẽ vô cùng là đắt đỏ. Các bạn hãy tưởng tượng là ngay lúc chúng ta đang đi du lịch hoặc là công tác xa mà gặp phải cái tình trạng này thì nó rất là bất tiện. Mà cái việc nối dây mạng từ modem hoặc router chính của cái khách sạn đó đến cái laptop gần như là điều bất khả thi. Chưa kể đến cái việc đó là dây nhợ nó lại rất là nhằn nữa. Thì lúc này các thiết bị USB Wi-Fi nó sẽ là một trong những cái giải pháp để thay thế cho cái cạc Wi-Fi có sẵn trên laptop của anh em, vừa giúp chúng ta tiết kiệm được chi phí do là cái giá của những thiết bị USB Wi-Fi này nó rất là hợp lý, và đồng thời còn giảm được cái nguy cơ rủi ro khi mà phải bung máy ra sửa chữa. Và bên cạnh đó thì cái cách cài đặt cũng như cách lắp đặt của những thiết bị USB Wi-Fi này nó cũng vô cùng là đơn giản. Ngoài ra thì không chỉ riêng laptop, bạn còn có thể sử dụng những cái USB Wi-Fi này cắm vào trong cái tính bàn để thay cho dây mạng luôn, cũng rất là tiện lợi, giúp cho những chiếc PC của anh em trở nên gọn gàng hơn rất là nhiều. À quên, một trong những cái tính năng khá là hay trên những cái USB Wi-Fi này đó là khi bạn cắm vào trong những chiếc máy tính chạy hệ điều hành Windows 10 thì nó còn có thể phát Wi-Fi ra cho thêm 8 thiết bị khác kết nối vào. Rất là hay đúng không? Hiện tại thì Tôi Linh đang có rất nhiều model USB Wi-Fi như N150UA, N160USM hay A650UA v.v. Chi tiết mình sẽ để bên dưới phần mô tả của video này, anh em có thể nhấn vào để xem thêm ha. Cái thiết bị thứ hai mà mình thấy nó đặc biệt hữu ích đối với anh em nào mà thường hay đi phượt đó là những bộ phát Wi-Fi cầm tay, hay còn gọi là những thiết bị MiFi. Thì cái cách hoạt động của những thiết bị này đó là bạn sẽ gắn một cái sim 3G hoặc 4G vào, sau đó thiết bị nó sẽ phát Wi-Fi ra cho những cái laptop, điện thoại hoặc là máy tính bảng khác kết nối. Thì thông thường một cái thiết bị MiFi như thế này nó có thể cho phép tối đa lên đến tận 10 thiết bị khác truy cập internet. Thì cái giải pháp này nó sẽ rất thích hợp trong những lúc mà chúng ta đi du lịch hoặc đến những nơi mà cái Wi-Fi ngay tại khu vực đó không có sẵn, ví dụ như là trong rừng nè, hoặc là lên núi chẳng hạn. Một vài anh em sẽ thắc mắc là hầu hết những smartphone ngày nay đều được trang bị kết nối 4G cũng như là cái tính năng phát hotspot, thì tại sao chúng ta lại cần đến những cái cục MiFi như thế này để làm gì? Thì mình cũng xin trả lời luôn. Nếu bạn sử dụng kết nối 4G hoặc là tính năng phát hotspot trên điện thoại á, thì thứ nhất nó sẽ khiến cho điện thoại của chúng ta nhanh hết pin một cách kinh khủng, và thứ hai đó là sẽ chỉ có nhiều nhất là một hoặc hai điện thoại khác có thể kết nối và truy cập được cái internet từ cái Wi-Fi đó, chứ không thể nào lên đến 10 thiết bị giống như là những cái bộ phát Wi-Fi di động cầm tay như thế này. Nếu anh em chưa biết thì những thiết bị MiFi như thế này có khả năng hoạt động liên tục từ 8 cho đến 10 tiếng đồng hồ. Chưa kể là một vài thiết bị giống như là con Totolin MF180LV2 mình đang cầm ở đây, hoặc là một mã khác đó là Totolin MF180V2 còn có tính năng sử dụng nguồn điện trực tiếp. Tức là bạn có thể tháo pin ra và cắm nguồn thông qua cổng micro USB để sử dụng mà không lo bị chai pin. Cái cách này nó rất là thích hợp cho những bạn nào mà có xe hơi thì chúng ta có thể cho thiết bị phát Wi-Fi trên suốt chặng đường. Rất là hay đúng không? Ngoài ra thì các thiết bị MiFi còn có khả năng tương thích với tất cả các nhà mạng di động tại Việt Nam, cũng như là kích thước nhỏ gọn, bạn có thể cho vào ba lô hoặc túi xách để mang đi rất là tiện lợi. Ok, như vậy là mình đã vừa mới giới thiệu đến anh em những thiết bị mà theo cá nhân mình là cần thiết trong những chuyến đi du lịch hoặc là công tác xa, đó là USB Wi-Fi và thiết bị MiFi. Hiện tại thì Totolin Việt Nam đang phân phối rất nhiều các model của các dòng sản phẩm này. Các bạn có thể nhấn vào đường link mình để bên dưới phần mô tả của video này để tìm hiểu thêm nhé. Còn anh em thì nghĩ sao? Hãy cho mình biết bằng cách để lại comment bên dưới. Và cũng đừng quên like và chia sẻ nếu thấy video này hay. Và đồng thời nhấn nút đăng ký kênh cũng như nút chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi kênh YouTube Tôi Luôn Việt Nam bên mình ra những video mới nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.